Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em là quay sự kiện Chí Tu Len Chí Tôn Kiếm Tiên. Rồi, mỗi một ngày thì chúng ta sẽ có hai lượt miễn phí nhé các em. Đấy, hai lượt miễn phí. Sau đây anh sẽ rút cho các em xem này. Đấy, như các em nhìn thấy, anh được thẻ thử một ngày. Cái thẻ thử này thì chúng ta sẽ không cần. Chúng ta ấn vào kho vật phẩm, chọn toàn bộ, đổi để chơi một lượt, xác nhận. Thế là lại ra room. Thế là trượt rồi các em ạ. Khi nào chúng ta sẽ có 3 vật phẩm, chúng ta lại đổi lấy một lượt thì khả năng chúng ta sẽ nhận được chẳng hạn như này, quả cầu này, được quay báu vật này, xong rồi thẻ thẻ quay này. Đấy, rất hay. Rồi tiếp theo bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em là cách cài đặt trong game. Tại sao nó lại ra hẳn này nhỉ? Bây giờ sẽ hướng dẫn là cách. Chúng ta sẽ đăng xuất vào những cao thủ. Đấy. Kéo xuống để bật ít ca nhạc nghe. Anh sẽ lại quay tiếp cho một nick nữa. Tu Nam kiếm tiền rút miễn phí này. Ô men này. Đây mình có hai vật phẩm, chưa có gì. Ok. Bây giờ là anh sẽ vào phần cài đặt này, phần điều khiển này, hướng dẫn cho em tùy từng con tướng. Ví dụ như là Murad hoặc là con Kinross thì các em sẽ để gần nhất. Còn AD thì cứ để máu thấp nhất này. Ăn lính để trụ thì tùy từng tướng này. Ví dụ như John sẽ để ăn lính để trụ sẽ rất hợp lý này. Còn tự đánh này thì tùy từng con tướng thì chúng ta sẽ lựa chọn. Đây định vị ngón tay này. Độ nhẹ này. Đấy. Còn giao diện cho các em là máy yếu thì các em sẽ phải vào phần chung. Đấy. Chất lượng hình ảnh và chất lượng chi tiết thì các em sẽ để về thấp nhất. Thì là máy yếu các em cũng sẽ chơi được. Đấy, hiệu ứng xuất trận này thích thì cũng tắt luôn. Đấy, rồi. Ok. Cảm ơn tất cả các em đã xem. Các em hãy đăng ký kênh ủng hộ anh nhé. Xin chào.